Chào mọi người nhé, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa cái con đồng hồ lịch vạn liên. Đây, hiện tượng nó là bấm vào, cắm điện vào. Đây, màn hình nó cứ chớp chớp chớp. Đây, đây các bạn thấy không? Đấy, màn hình chớp chớp lúc loạn lên và ngừng này. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo nhé. Tháo cái này, ốc của nó nằm bên trên các bạn. Đây, nằm ở trên các cái núm này. Đo đạt nguồn cho mình nhé. Đo đạt nguồn. Con này của mình là có bạn gì này? Một cái cục nguồn 12V này. Nguồn 12V xoay chiều. Đấy, để nắn ra 12V vào con IC7805 này các bạn. Đây là con IC7805 nhé. Con IC7805 này nó sẽ nắn ra 5V để nuôi cho toàn cái máy này nó hoạt động. Để toàn máy hoạt động. Bây giờ trước tiên là mình sẽ kiểm tra cắm điện và kiểm tra nguồn 5V này trước. Đây, các bạn đồng hồ về thang 10V. Để kiểm tra nguồn 5V này các bạn nhé. Đầu tiên ấy là mình vặn đồng hồ về thang 10V, mình đo nguồn 5V. Thì đây là hai con IC7805 nó mắc nối tiếp với nhau, mắc song song với nhau để nó tăng dòng lên các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo nha. Mình đo trên hai đầu con tụ lọc này trước. Đây mình cắm điện nha. Đo trên hai đầu tụ lọc này trước xem bao nhiêu volt. Đấy, nguồn vào nó được 9V các bạn. 9V. Để bắt đầu mình rút ra. Rút nguyên que đen. Que đỏ này, mình đo vào chân số 1 của IC7805 này, 78L05 này. Cái con 780L05 nhỏ này thì chân số 1 sẽ là chân da đấy các bạn nhé. Đo. Bạn thấy không ạ? Nguồn của mình giờ chỉ được có hơn 4V thôi. Hơn 4V. Đây mình chờ cho nó. Mình chờ nó bị hẳn rồi mình đo.
giờ đang là hơn 4V nhé. Mình chờ cho lúc nó ngắt nguồn thì mình đo xem là bao nhiêu vôn, lúc đây nó mới chuẩn được các bạn. Hiện giờ thì đồng hồ mình vẫn đang chạy nhé. Đây, mình để im cho nó chạy đi. Đến khi nào mà nó tịt thì mình bắt đầu mình kiểm tra nguồn, mình kiểm tra nguồn nạm lượt nữa nhé. Nguồn đây phải chuẩn là phải đủ 5V, nhưng hiện giờ đồng hồ mình đang đo được có hơn 4V rồi các bạn. Đây, bây giờ còn có hơn 3V này. Đây, bắt đồng hồ chớp chớp này. Đấy, tụt xuống còn 3V này. Bây giờ ai, trời xe rất là nóng nha các bạn nhé, nóng bỏng luôn. Mình xác định là đang bị chập cái gì đấy, cái dây xe bị sụt nha các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ kiểm tra. Đây rồi. Để sửa thì mình tiến hành mình tháo ra nha các bạn nhé. Tháo ra kiểm tra xem là nó chập ở đâu. Cái trường hợp mà chạy một lúc này mới bị sụt nguồn hẳn đấy thì đa số là do chập trên một là tụ gốm hay là IC nha các bạn nhé. Vấn đề của mình bây giờ đang là phải tách ra xem nó chập ở con nào. Đây các bạn, theo lúc đấy mình đo đạc thì đây là nguồn 5V này. Hai con này của mình chịu trách nhiệm là 78L05 này, nguồn 5V này các bạn. Đây, chân 1 này mình sẽ chân ra này, các bạn lần cho mình, chân 1 ra đây. Bây giờ mình lấy đồng hồ, mình chạy về thang nhân 1. Mình sẽ đo hai chân dưới của 7805. Một chiều lên chiều không lên nhé. Đấy các bạn thấy không, một chiều lên được khoảng 200 ohm này. Tiếp tục đo bên này. Một chiều lên 100 ohm này. Một chiều lên tầm 15 ohm này. Và chứng tỏ đang bị dò trên đường này nhé. Chân số 1 này, các bạn đo này. Một ra đây. Đây qua diode này, vào đây. Giờ mình sẽ lần xem là con tụ nào nó bị giòn các bạn nhé. Bây giờ các bạn sẽ đo thông mạch cho mình để xem mấy con tụ gốm này nó có thông vào đường nguồn 5V không này. Đây các bạn, thì đây sau một hồi mình kiểm tra thì đây chính là cái một số trụ gốm này, trụ gốm ở trên đường nguồn 5V này các bạn. Giờ mình sẽ nhắc con trụ gốm mà mình kiểm tra nha. Đây nha. Đấy, con trụ gốm này các bạn đo, các bạn phải vặn đồng hồ thang 10K, đo cho mình một chiều lên ít vào về luôn là tốt nha. Tức là nó không bị giò, không bị chập gì thôi. Đây mình đo này. Bạn thấy không ạ? Càng đo nó càng lên kim này, nó lên đứng im này. Đây được 100 ohm này các bạn. Đấy. Chứng tỏ con tụ này đang bị chập nhá. Mình đảo lại này. Cũng thế. Bây giờ mình sẽ tiến hành, mình rút ra, bỏ con tụ ra. Mình bỏ hẳn con tụ ra ngoài. Bây giờ mình sẽ cắm điện vào cho chạy thử mình đo nguồn 5V xem có bị tụt nữa không nhá. Nếu mà trường hợp vẫn tụt thì nó vẫn còn hỏng con gì đấy nữa. Còn nếu mà không tụt thì là ok, cắm là nó chạy thôi. Đồng hồ về thang 10V này, tiếp tục đo như vậy. Một chân mát này, một chân 5V này,
Hôm nay nó đo được hơn 4V sau tụt dần đúng không ạ? Bây giờ cũng vậy này các bạn, hơn 4V tụt dần này, chứng tỏ là vẫn còn tụ gốm ý. Đầu vào của nó này 9V này các bạn, đầu ra này, đầu ra vẫn bị tụt, còn có hơn 4V thôi, chứng tỏ là con này nó vẫn còn chập một con tụ gốm nào đấy trên các cái đường nguồn của nó nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình kiểm tra mấy con tụ gốm ở phần này, bởi vì đây là các cái con tụ nó ăn trực tiếp đường nguồn 5V các bạn. Đấy, cơ bản thì vừa rồi mình vừa mới đấy, đi xe giờ cũng nóng gan luôn các bạn. Giờ rút điện đây nha, kiểm tra hết tất cả những con tụ gốm trên đường nguồn nó. Đây chứ còn một con này, chập về đo như là tụ là nó phải một chiều lên sau về, lên rồi về cống nạp mà. Còn con nào mà lên mà không về thì không quan trọng. Đây, giờ mình bạn đồng hồ về thang nhân 10K mình đo lần lượt từng con tụ này. Đây các bạn ạ, đây có một con tụ gốm này. Đây nha các bạn, đây có một con tụ gốm này, mình đo nó lên này, lên kim luôn này. Đấy, vậy chứng tỏ là con tụ gốm này đang bị vấn đề nha các bạn nhé. Con này chết này. Bây giờ mình sẽ tiến hành cắm điện lại và mình đo nguồn 5V cho các bạn xem. Mình sẽ đo nguồn 5V lại cho các bạn xem nha. Một đầu mát là một đầu đo sâu 7805. Con này vẫn hơn 4V, nó vẫn chần chập ở đâu đấy. Con này chết nhiều đấy nhỉ. Mình sờ IC cho. IC thì bợ hết nóng rồi các bạn ạ. Hết nóng rồi chứng tỏ. Ây, còn một con nóng. Một con nóng, một con không các bạn, mà hai con mắc song song nhau nhé. Thì chứng tỏ là con IC, một trong hai con IC vẫn teo. Anh lấy ra con IC 7805 to luôn. 7805 to. Con 7805 to hơn. Con này là do mấy chết tụ bị chập này. Con tụ này bị chập này, sau nó sinh ra là chết luôn IC 7805. Giờ bây giờ chạy thì nó không sinh ra hiện tượng như lúc đầu nữa. Vâng. Thế là mình thay hai con này đi, còn một con to. Đây là 7805 này. Thay cho hai con luôn ạ? À? Đây người ta, đáng nhẽ nó phải dùng một con to nhưng mà do nó ăn bớt anh ạ. Nó bớt rồi mà. Thay bằng hai con bé. Có cụ thông đây nhá. Thì con 7805 to với con 7805 nhỏ thì chân nó ngược nhau nhé. Chân 7805 to chân 1 vào này, 2 mát 3 ra này. Bây giờ mình sẽ thấy là mình kiểm tra chân này, chân 3 này, chân 1 này. Đấy là hết chập rồi nhưng mà nó vẫn còn hiện tượng là nguồn ra không đủ. Bây giờ mình sẽ tiến hành chờ cho IC nguội cho nó mình cắm lại.